Kính chào quý vị và các bạn, xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày. Theo Reuters, trong ngày 5 tháng 1, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng Nga ban hành lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong lễ Giáng sinh của Chính thống giáo. Do có một số lượng lớn người dân theo Chính thống giáo sinh sống trong các khu vực xảy ra giao tranh, chúng tôi kêu gọi Ukraine tuyên bố ngừng bắn, hãy để họ tham gia các buổi lễ trong dịp Giáng sinh, thông báo của Điện Kremlin cho hay. Chỉ thị ngừng bắn tạm thời được Tổng thống Putin đưa ra sau lời kêu gọi của Thượng phụ Kirin, người đứng đầu giáo hội Chính thống giáo tại Nga. Chính thống giáo từng là một trong những tôn giáo khá phổ biến tại Ukraine, nhưng tầm ảnh hưởng đã giảm sút đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Giáng sinh của Chính thống giáo diễn ra từ 2 giờ ngày 6 tháng 1 đến 0 giờ ngày 7 tháng 1.